Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của anh Tóc Xoăn Discovery. Và hôm nay cùng mình khám phá màn ảo thuật thú vị này nhé. Đầu tiên thì ảo thuật gia cầm bài trên tay cho khán giả xem từng lá bài một. Và đến lá cuối cùng, toàn bộ bộ bài đã biến thành những tờ tiền đô la giống như thế này. Ảo thuật gia thậm chí còn tung nó lên để thể hiện rằng bộ bài đã hoàn toàn biến mất. Thế là mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một tờ tiền gimmick nhé. Đây thì sẽ có hai phần. Phần thứ nhất, mình sẽ làm một tờ tiền gimmick với hai mặt của lá bài như vậy. Thứ hai là làm một cái tờ tiền gimmick ở phía trước để che toàn bộ bộ bài như vậy. Nó chỉ khác nhau một chút thôi. Ok. Để làm được một tờ tiền gimmick giống như vậy thì đây là những dụng cụ cần thiết. Đầu tiên các bạn cần kéo, thước kẻ, dao rọc giấy, băng dính hai mặt, hai lá bài và tờ tiền, hai tờ tiền. Đây là mô hình tờ tiền 100 đô la. Không phải tờ tiền 100 đô la thật nha các bạn. Bởi vì tờ tiền không có kích thước bằng với lá bài cho nên chúng ta sẽ phải cắt tờ tiền cho kích thước của tờ tiền bằng với lá bài để tờ tiền có thể che đi được. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ có hai lá bài và hai tờ tiền có kích thước che được nhau như vậy. Sau đó chúng ta sẽ dán lá bài vào mặt của tờ tiền ở phía sau trước. Chúng ta sẽ dùng băng dính hai mặt. Xong một cái. Bây giờ chúng ta sẽ dán cho cái lá bài này thấp hơn so với lá bài trước khoảng 1mm. Khoảng như vậy. Để mục đích của việc dán như vậy, để khi mà chúng ta lật lá bài xuống thì mặt của tờ tiền sẽ hoàn toàn được che bởi mặt lưng của các lá bài. Như vậy. Tiếp theo chúng ta chỉ cần dán tờ tiền để che đi cái mặt của lá bài này, nó sát với góc cái mép này của lá bài là được. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện xong một tờ tiền gimmick. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một tờ tiền gimmick. Chúng ta sẽ làm thêm càng nhiều càng tốt để nhìn cho nó giống một bộ bài hơn. Đấy nhá. Việc tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là làm một cái lá bài có một cái mặt che cũng vậy, để khi mà nó cầm lá bài show lúc đầu cho khán giả xem thì khán giả sẽ nhìn thấy một cái lá bài ở phía trước che bộ bài không có tiền đúng vậy. Đó. Hoàn toàn che cái lá bài tiền này. Việc làm lá bài này, lá bài trước rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần lấy lá bài gimmick chúng ta vừa làm xong, một lá bài gimmick bất kỳ nào đó, xong rồi chúng ta sẽ thực hiện. Chúng ta cũng tiếp tục sử dụng băng keo hai mặt. Và dùng tiếp theo thì cần dùng một tờ tiền để che đi cái lá bài ở phía trước này là được. Tờ tiền này khớp với mặt phía trước
để khi mà chúng ta sâu lá bài lên, chúng ta sẽ cầm giống vậy. Và đến cuối chúng ta sẽ bẻ, ảo thuật gia sẽ bẻ cho lá bài lên che. Để biểu diễn màn ảo thuật này, đầu tiên ảo thuật gia sẽ cầm lá bài cũng vậy, sau đó che đi tờ tiền, các tờ tiền đô la ở phía sau, sau đó dùng tay bẻ vút lá bài xuống. Sau đó đến lá bài cuối cùng thì xòe bàn tay ra, sau đó lật, dùng bốn cái lật để che đi cái lá mặt ở đầu. Rồi sau đó xòe từng lá bài ra để cho khán giả thấy là hay là toàn bộ tờ tiền, tất cả các lá bài đều đã biến mất. Clip đến đây là hết rồi. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai nhé. Bye bye.